Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu với các bạn cái bộ nguồn thủy lực chuyên dành cho xe ba bánh, lâng thùng hàng, bàn lâng. Nói chung là tất cả các cái loại mà lâng và tự hạ thì là sử dụng loại này được. Cái này là nguồn bơm van điện từ một chiều. Các bạn có thể sử dụng vào những cái công việc đấy như mình đã kê, có nghĩa là có lực đẩy lên và đẩy xuống thì dầu sẽ tự hồi về, mình sẽ bấm công tắc thì lên thì nó lên, mà nhả công tắc, bấm công tắc xuống thì dầu sẽ được mở và hồi về, cây ben sẽ tự thu lại. Đấy là nó sẽ sử dụng được cho những cái mục đích lâng lên, và khi xuống thì sẽ tự trọng lượng kéo xuống, hoặc các bạn có thể làm cái lò xo các bạn kéo xuống, giống như kiểu là bàn ép thủy lực các bạn cũng có thể chế được từ cái này. Thì đây là cái bộ công tắc điều khiển. Công tắc này thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái công tắc nút bấm hoặc là những cái thể loại khác, bởi vì nó chỉ đơn giản là công tắc thôi. Thì đây là bấm lên bấm xuống, như này là nhả về thì cái dơ le nó sáng kìa, cái cục hít nó sáng, đấy là chính là mở van. Còn khi bình thường là bơm, là nút này là nút bơm này. Đấy, thì đây là cái dòng 12V và 1600W, loại lớn. Loại này thì có thể đẩy được trên 1 tấn, 1 tấn rưỡi, tùy theo cái đường kính cây ben của các bạn. Cây ben càng lớn thì lực đẩy càng lớn, mà cây ben càng nhỏ thì lực đẩy càng nhỏ. Thùng dầu này thì tương đương với khoảng 7 lít. Đấy, thì các bạn có mua hàng thì xin liên hệ với số điện thoại 0983 818 955. Bên mình có cả loại 2 chiều và loại 1 chiều các bạn nhé. Đây là loại 1 chiều. Xin lưu ý các bạn là bộ thiết bị đây được gọi là bộ nguồn thủy lực. Thì các bạn có nhu cầu mua thêm dây dầu chiều dài bao nhiêu và cây ben loại hành trình bao nhiêu thì bên mình đều có bán theo nhé. Đây là chạy một bình đây. Và cái bộ này là test cho khách hàng luôn.